xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Bông đang ở trên Oita và cái khu vực này là cái khu vực mà người dân họ sống chủ yếu vào trong cái nông nghiệp nè, và săn bắn là chính. Và ở đây thì Bông đang ở trên cái rừng. Bông sẽ cho mọi người xem nha. Ở trên đây quá trời nấm nè, Bông cho mọi người xem nha. Ui sao họ không hái chị ơi. Ui nó nở hết trơn rồi. Đây đó, cái này là nó nở hết luôn rồi mọi người, mà họ người ta không có hái, người ta không có hái á đó. Và ngày hôm nay thì Bông sẽ nói lại cho mọi người một lần nữa về cái việc là đi săn bắn ở Nhật. Ở khu vực này thì người dân họ sống chủ yếu vào trong cái nghề săn bắn này á. Lần trước thì Bông cũng đã làm cái video nói về cái việc này rồi, nhưng mà lúc đó là Bông làm trong cái chuyên mục Một Bữa Ăn Một Câu Chuyện, cho nên có khá là nhiều người họ không có thích cái việc mà vừa ăn vừa nói á. Cho nên hôm nay Bông sẽ dành riêng cái video này cho những bạn chỉ thích nghe thôi, không thích nhìn ăn, ok? Nói đùa vậy thôi. Ở Nhật á, cái việc mà đi săn nó hoàn toàn khác với lại ở Việt Nam của mình luôn á. Muốn được đi săn, được phép đi săn thì bắt buộc phải học và lấy một cái bằng, trong đó có cái bằng sử dụng súng. Và khi có cái bằng này rồi thì ngoài cái việc mà sử dụng súng săn thì bác thợ săn còn có thể là mở tiệm để bán súng và sử dụng cái bẫy để bẫy thú nữa nha mọi người. Vừa leo lên núi vừa nói chuyện với mọi người thấy mệt lắm luôn, thiệt sự. Và ở cái khu vực này thì chủ yếu là săn nai rừng với lại là heo rừng. Khi săn được một cái con vật á thì bác thợ săn sẽ để nó nằm xuống và cái mỏ của nó sẽ hướng về phía bên tay phải. Sau đó sẽ sử dụng một cái sơn chuyên dụng á để xịt cái mã số săn của mình lên trên cái thân con vật, rồi chụp hình lại, sau đó sẽ viết vào trong cái tờ giấy giống như là một cái tờ báo cáo ngày nào săn được cái con đó, con đó tên là con vật gì, rồi nặng bao nhiêu ký. Sau đó cắt cái đuôi của con vật đó đi, chụp hình lại tất cả những cái thứ đó, chụp hình lại cái con vật hồi nãy mà viết số á. Sau đó sẽ gửi toàn bộ giấy tờ hình ảnh và cái đuôi con vật đó lên trên cái cục quản lý. Họ xem xét, nếu như mà ok thì sẽ được gửi lại tiền. Và tiền nó sẽ phụ thuộc vào trong cái độ nặng, độ to của con vật á. Cái giá tiền sẽ phụ thuộc vào trong cái loại con vật nữa nha mọi người. Ở đây thì con nai với lại con heo rừng á, thì là mắc nhất. Rồi săn được gấu mèo, tại vì là gấu mèo cho nên nó cũng không có mắc đâu mọi người. Thì thường thường sẽ được tầm khoảng 3 cent đến 5 cent hoặc hơn, cỡ đó. Còn khi mà săn được cái con vật đó, nếu mà họ ăn á thì họ sẽ làm thịt và đi kiểm tra cái chất lượng của con vật đó coi là có an toàn hay là không. Thường nếu như mà họ đi săn theo nhóm á thì họ sẽ có cái nơi làm con vật đó theo nhóm luôn nha mọi người. Còn thường thường nếu như ở nhà thì họ mang về họ sẽ vứt đi. Nhưng mà cái việc mà để xử lý con vật đó là không phải là chỉ vứt hay là đi chôn chỗ nào cũng được, mà nó có quy định của bên luật pháp của Nhật Bản. Không được chôn cái chỗ nào mà ví dụ như là có mạch nước ngầm, mà khai thác mạch nước ngầm nè, hoặc là không được chôn ở khu vực gần nhà dân sinh sống nữa. Ở trên cái con vật đó thì đã có cái mã số của bác thợ săn rồi, nếu như họ không xử lý đúng mà bị phát hiện thì sẽ bị phạt rất là nặng á. Và có khá là nhiều người cũng thắc mắc là người Nhật họ có ăn đồ rừng hay là không. Có nhiều bạn hồi trước, ngay cả thậm chí Bông cũng vậy, khi Bông chưa qua bên này á thì Bông nghĩ là người Nhật họ sẽ không ăn thịt những con vật ở trong rừng. Nhưng thật ra không phải là như vậy, sẽ tùy vào trong cái vùng đó là họ sẽ có ăn hay là không. Thường á người Nhật họ sẽ ăn thịt heo rừng là nhiều, còn thịt nai á thì họ ăn những cái phần thịt ngon là chính thôi, còn lại thì họ sẽ bỏ. Ở cái bác thợ săn khu vực nhà mình á thì thường thường sẽ cho người Việt làm, mang thịt đi cho người Việt. Thậm chí nha, họ còn ăn sashimi nữa, tức là con nai về họ sẽ lấy cái phần ngon nhất và họ làm sashimi họ ăn nữa đó mọi người. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ ăn thịt rắn nữa, họ sẽ xác định cái loại rắn đó, họ mang về họ xào với cơm hoặc là ngâm rượu uống cũng có nha. Cho nên có nhiều bạn nói là người Nhật hoàn toàn không ăn những cái thứ mà họ trồng hoặc là họ bắt được ở ngoài á, là hoàn toàn sai nha mọi người. Đây, đó, khu vực của Bông đây, đó, đây khu vực này nha. Và ở Nhật á, cái mùa mà gọi là mùa những con vật này mang bầu mang thai á là sẽ không được đi săn nha mọi người, chỉ bắt đầu từ tháng 11 đổ đi thì mới đi săn thôi. Và người ta có rất là khuyến khích cái việc là đi săn heo rừng với lại nai, tại vì thường thường nó sẽ phá mùa màng với lại ăn những cái rễ cây làm cho rừng cây nó bị chết á, nó bị đổ, nó bị hư hại á. Thêm vào một cái nữa là
Và mùa hè nóng thường thường các bác thợ săn sẽ không đi, tại vì nó rất là nóng. Thì lúc này người ta sẽ tăng cái giá tiền của những con vật này lên khi mà săn được. Cho nên là cái giá của nó cũng dao động theo cái mùa nữa đó nha. Và cái câu chuyện của Bông ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu thương và quan tâm theo dõi Bông nha. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.